thì mới còn gọi là nhiếp tâm ở trong cánh tay. Bây giờ thầy dạy về hơi thở. À, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. À, bắt đầu như cánh tay thì chúng ta nói đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra rồi đưa ra để nghỉ. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, mấy con sẽ đưa vô. Nhưng hơi thở làm vậy cũng được. Mấy con lưu ý, vấn đề hơi thở không phải thể, không thể làm như vậy được, không thể tu tập như được. Mấy con sẽ bị gián đoạn, thì tức là mấy con sẽ bị nín thở. Và nín thở như vậy nó ảnh hưởng, bởi vì nó là thân hành nội, nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho mấy con rối loạn hô hấp, nó sẽ thành bệnh. Nhiều khi mấy con tu sai là mấy con sẽ gạt thạc ra máu, nó đứt mạch máu, mau quản. Nó làm cái phần quan trọng, bởi vì cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì nó không quan trọng đâu. Nhưng mà tới hơi thở thì rất quan trọng, không nên tập hơi thở đại mà phải có người hướng dẫn. Nên mấy con lưu ý về cái phần này phải cho kỹ. Bây giờ tu tập về hơi thở thì mấy con phải nhắc nó, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Phải nhắc luôn cả hơi thở ra và hơi thở vô. Vì một tức, tức là hơi thở ra và hơi thở vô mới gọi là một tức. Cái danh từ một tức là cái danh từ chữ Hán. Một tức có nghĩa là hít vô và thở ra mới gọi là một tức. Còn mấy con nín thì nó không thể nào một tức được. Cho nên người ta gọi là sổ tức, tức là hít vô và thở ra, nó là một tức. Thì như vậy thì về hơi thở thì chúng ta tác ý một loạt. Cho nên trong cái bài mà định niệm hơi thở thì các con thấy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta một loạt, chứ không phải đoạn ra, ngắt đoạn ra được. Đề mục mà dạy về hơi thở thì Đức Phật nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là một cái câu, một đoạn tác ý, không thể ngắt cái câu này ra làm hai được. Nhưng mà về cái tai chúng ta đưa ra vô thì ngắt được, mà cái hơi thở không được ngắt. Các con hiểu, nó một cái hơi thở mà, nó đâu có đơn giản được. Mấy con nói bây giờ thí dụ mấy con nói như thế này, hít vô tôi biết tôi hít vô, rồi mấy con hít vô đi, rồi mấy con còn phải tác ý một lần nữa, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì khoảng mà các con tác ý là phải nín thở. Như vậy mấy con phải có hơi thở nín rồi. Như vậy nó sai cái nhịp, cái nhịp của cái thân hành nội của mấy con, và cái nhịp tim mấy con sẽ bị trật. Và nếu mà tập một thời gian thì mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp. Bởi vì thời giờ mấy con thấy hít vô thở ra mấy con đều đều, mà bây giờ nó muốn tập luyện vậy thì tức là mấy con phải nín thở chứ sao. Mà nín thở như vậy là sai rồi, mà không nín thở thì mấy con thở như vậy là cái hơi thở khi mà con tắt ý rồi thì nó đã thở ra hết rồi, thì mấy con còn hít vô nữa thôi thì nó tật nghiệp rồi, nó đâu đúng rồi, phải không mấy con, thấy không? Cho nên vì vậy ở đây phải tắt ý luôn. Và như vậy chúng ta phải đọc lại cái bài kinh về định niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở. Rõ ràng Đức Phật bảo chúng ta tắt ý luôn một loạt, chứ không phải tắt ý một câu hay ngắt đoạn nó ra. Các con hiểu chưa? Cho nên không khéo chúng ta không hiểu là chúng ta sẽ làm sai. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ hít vô, rồi kế đó chúng ta không tắt ý nữa, nhưng mà chúng ta vẫn nó chúng ta sẽ dẫn nó. Dẫn nó bằng thế nào? Hít. Bởi vì hồi nãy mình hít vô rồi mình thở ra rồi là mình tắt ý một cái câu rồi. Bắt đầu hít, hít, thở, bắt đầu thở ra, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Cái lệnh của chúng ta bằng cái tắt ý đó mấy con. Còn mấy con mà cứ để mình biết thở ra thở vô một hơi thì có niệm rồi. Các con hiểu vậy? Hít. Nếu mà điều kiện mấy con thấy rằng ngầm ở trong này mà tác ý nhỏ thì nó vẫn còn có niệm, thì tức là chúng ta phải tác ý bằng âm thanh. Hít, thở, hít, thở, nó không phải. À, nó thở ra thở vô bằng cái lệnh của nó. Cho nên dẫn tâm vào đạo, dẫn nó vào cái chỗ nhiếp tâm thì nó sẽ nhiếp tâm được. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái sức của chúng ta. Vì trong khi vận dụng như vậy nó phải hao năng lực, cái hao cái năng lượng của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta làm dài thì chúng ta không còn đủ sức để mà nhiếp. Cho nên nó bị dọc, nó bị niệm khác đánh vô. Còn chúng ta tu tập để rồi nó quen, nó quen đi. Thời gian tu tập nó quen thì chúng ta tăng lên thì nó, cái năng lượng của chúng ta nó không bị hao nhiều. Còn chưa quen thì vận dụng rất nhiều cho nên hao. Và đồng thời mà nếu mà suốt cái thời gian cố gắng dùng hết cái năng lực của chúng ta trong người có để nhiếp tâm thì chúng ta sẽ
sẽ bị căng thần kinh, nó sẽ bị rối loạn thần kinh. Đó là mình cũng đúng sai. Tại vì mình cố gắng mình nhiếp cho đừng có niệm khởi, mà mình vận dụng quá nhiều, cho nên mình bị căng thần kinh, tức là mình sẽ không rối loạn hô hấp, không rối loạn cánh tay mình, nó không rối loạn cái điều đó, mà nó lại rối loạn thần kinh, nó căng, nó nhức đầu. Mà nếu tiếp tục nữa mà tu tập để cho nó vượt qua, thì nó lọt vào cái trạng thái của tưởng. Đó là cái sai của chúng ta, cái tu tập. Hôm nay thầy dạy như vậy thì mấy con nhớ trong vấn đề tập luyện. Ở đây nó không có phải là chúng ta trong khi mà kiểm tra như thế này thì nó không phải trong một ngày hai ngày mà nó xong cho cái lớp của chúng ta. Vậy mà thầy sẽ kiểm tra, thầy không báo trước, nhưng mà mấy con phải về tập luyện kỹ lưỡng để rồi thầy sẽ đến thầy kiểm tra về cái phần mà nhiếp tâm và an trú. Đặng mà thầy không thể nào mà giảng có một tháng hai tháng mà thầy mới đến đây thì kiểm đâu. Có một ngày một đêm là có thể thầy đến thầy kiểm được. Kiểm được. Nhưng mà cái lớp nào thì phải ra lớp nấy, trong cái giờ nào thầy đến đó thì báo cho cái người, thí dụ như bây giờ ở bên cư sĩ thầy báo cho Kim Hoa, ở bên tu sĩ mà cái lớp mà từ 30 phút cho đến 5 phút thì thầy sẽ báo cho Giác Thường để tập trung tất cả giờ đó, đó đến cái lớp đó, đó giờ đó để thầy kiểm tra và thầy nhắc nhở, và thầy sẽ khi mà đạt được rồi thầy sẽ tăng lên, chứ mấy con không được quyền tăng. Tại sao? Tại vì mấy con chưa biết được cái đặc tướng, cái khả năng của mình. Mà mình tăng lên đại thì tức là mình bị tiêu hao năng lượng. Mà tiêu hao năng lượng thì mấy con sẽ không làm chủ, tức là nhiếp tâm nó sẽ không đạt được chất lượng. Đó là cái thứ nhất. Mà nếu đạt được chất lượng thì mấy con sẽ bị rối loạn thần kinh. Nó rất nguy hiểm mấy con. Bởi vì cái này là phải có người thầy hướng dẫn. Không có người thầy mà hướng dẫn thì mấy con, đó bây giờ từ lâu tới giờ mấy con tu là mấy con dậm chân tại chỗ. Mấy con nhìn lại cái sức mà nhiếp tâm, thầy nói bây giờ mấy con tu như vậy đó, đem nó ra mà bây giờ căn cứ ra. Mặc dù thầy biết là có số người, người ta có thể nhiếp được từ 10 phút đến mà 30 phút không niệm, nhưng mà nó vẫn chưa đều, cho nên người ta chưa dám báo cho mình biết. Nghĩa là đều như thế nào? Giờ nào tôi ngồi tu tôi cũng đạt được 30 phút không niệm thì tôi mới dám báo. Còn mà chưa thì có lúc tôi cũng được 30 phút, nhưng có lúc có 10 phút à, có lúc có 20 phút mà, chứ không thể hơn được được. Tại sao nó không đều? Tại vì mình chưa làm chủ, mình chưa dẫn nó, cho nên mình nhiếp vô lúc được lúc không. Cho nên vì vậy đó, có nhiều người ở đây có khi họ có thể đạt được 30 phút rất dễ dàng, nhưng mà có lúc không đạt được. Cho nên đâu dám báo. Báo như vậy rồi tới chừng thầy kiểm ra sao đây? Con hiểu chưa? Cho nên do cái chỗ mà tu tập nó thiếu căn bản, thiếu sự dẫn dắt, cho nên chúng ta thiếu làm chủ. Bởi vì tu cái gì của đạo Phật đều là chúng ta có cái sự mà làm chủ nó hết, chứ không phải là thiếu sức làm chủ. Cho nên tu thiền định hoặc là tu giới luật đều là phải có cái sự làm chủ nó hết. Chúng ta phải dẫn nó được rồi chúng ta mới thả nó ra. Cũng như bây giờ một con bò rừng, một con trâu rừng mà nếu không có dàm thì lấy gì dẫn? Buộc lòng chúng ta phải dẫn nó bằng cái sự dây ý thức của chúng ta. Sau khi nó thuần thục rồi thì chúng ta thả lỏng, nó dẫn chúng ta muốn đi đâu nó đi theo đó. Nó cho nên vì vậy sau đó nó thuần thục rồi thì coi như nó quen rồi thì chúng ta bảo hít thở là nó sẽ hít thở một cách rất tự nhiên. Cho nên khi mà nó đã tự nhiên thì mới là ở trên tứ niệm xứ mới tu tập. Chứ nếu còn chưa được tự nhiên mà còn dụng công như vậy á, còn tác ý, còn dụng công như vậy, còn nỗ lực tập trung như vậy á, thì mấy con chưa được ở trên tứ niệm xứ tu tập. Chỉ có ở trên tứ chứng cần. À, hôm nay mới con thấy cái pháp tứ niệm xứ và cái pháp tứ chứng cần nó cách biệt xa lắm chứ không phải không. Cái người còn dụng công ở trên tứ niệm xứ thì không được. Dụng công thì chỉ còn ở trên tứ chứng cần, để tạo thành một cái lực tỉnh thức của tứ chứng cần, để ngồi đây mà nó thấy được từng cái niệm nó khởi ra, nó thấy để mà nó dùng cái tri kiến nó tạo. Chứ không khéo nó mê mà không đủ cái sức tỉnh thức đó, nó mê nó lôi mấy con, cái niệm nó khởi nó lôi mấy con một quãng, rồi mấy con mới chợt nhớ nó lại thì nó đã suy nghĩ một cái khoảng thời gian của mình. Thì hôm nay bắt đầu thay vì thầy kiểm, nhưng mà đến đây thầy xin dừng lại. Mấy con về ngày mai thì thầy sẽ kiểm cái lớp của sư Giác Thường trước.
rồi tới cái lớp mà kế đó bên bên tăng, rồi cái lớp của Kim Quang, của cư sĩ Kim Quang. Còn các con mà dự thính á, thì chỉ nghe thôi, chứ còn nghĩa là ngày mai đó thì bắt đầu, ngày mai đó bắt đầu cái lớp của mấy con sẽ được thực hành, sẽ được kiểm, rồi những cái bài làm của mấy con á, cái bài làm mà trong lớp học về giới luật đức hạnh mấy con phải nộp, phải nộp cho thầy, thì xem qua cái, để những cái bài làm coi cái tri kiến của mấy con ở cái mức độ nào, thông suốt hay chưa thông suốt, áp dụng hay chưa áp dụng. Đó là một cái điều mà mấy con cần phải, ví dụ như cái lớp mà dạy thì chưa có bài, chưa có bài kiểm, thì mấy con báo cho thầy biết, thầy sẽ gửi bài kiểm. Thầy có rất nhiều bài nhưng mà thầy sợ đưa vào nhiều quá mấy con lại học không hết, cho nên khi ở trong những cái bài học mà ở trong lớp á, mấy con về mấy con làm thì một cái câu đáp án mà mấy con làm được khi hôm nay á, thì coi như là mấy con sẽ gửi về cho thầy, rồi thầy sẽ đọc coi thử cái tri kiến của mấy con đến mức độ nào, và cái người nào yếu cái chỗ nào thì thầy sẽ trợ giúp cho những người đó sẽ tăng lên, sẽ có cái khả năng có thể vượt lên, chứ không thể mà dậm chân tại chỗ. Mặc dù trình độ văn hóa mấy con có người thì nó chênh lệch nhiều lắm, nhưng không sao, thầy sẽ giúp đỡ những người mà trình độ văn hóa nó kém, nhưng mà thầy giúp cho họ để áp dụng và họ hiểu biết tường tận những cái đức hạnh đó để áp dụng vào đời sống của họ, để họ xả được cái tâm là điều quan trọng. Nó thì đến đây coi như là đã phân được, chúng ta thấy nó có được ba cái lớp rồi, và nghe thầy đã giải thích sự tu tập thì mấy con biết được như vậy, thì hôm nay về mấy con tập lại cái sức tỉnh giác, tỉnh thức, cách thức như hồi nãy giờ thầy dạy, để rồi thầy kiểm trở lại. Các con hiểu không? Nhớ tập phải tác ý. Còn những người nào mà đã có cái thời gian mà dài 30 phút như giấc thường, 10 phút, 5 phút, thì mấy con nên nhớ rằng xét nếu mà đều đặn trong khoảng thời gian lúc nào mà mấy con ngồi tu 5 phút hoàn toàn, lúc nào cũng là làm chủ, không có niệm khởi trong 5 phút, thì đó là cái chất lượng mấy con đã đạt. Còn trong 5 phút mà có lúc được lúc không thì mấy con phải dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn nó cho giữ gìn trong 5 phút cho trọn vẹn. Lúc nào cũng phải đạt được 5 phút hoàn toàn trọn vẹn, không có lúc 5 phút được mà 5 phút không, thì như vậy thì nó mới được. Còn giác thường thì con giữ 30 phút, mà nếu trong 30 phút mà lúc nào cũng được thì tức là chúng ta sẽ tăng lên. Nghĩa là 30 phút bây giờ con ngồi tu 30 phút, một lúc nữa con sẽ tu, buổi chiều con sẽ tu 30 phút, buổi tối tu 30 phút, buổi khuya việc tu 30 phút. Mà lúc nào tu 30 phút thì con thấy mình nhiếp tâm, không có niệm khởi ở trong 30 phút, thì đó là cái chất lượng đã đạt được. Mà nếu mà bây giờ tu 30 phút được, mà chiều 30 phút lại còn có một niệm xẹt vô, một niệm thôi cũng chưa được. Nghĩa là con phải sử dụng bằng cái pháp, bằng cái pháp dẫn tâm mình trong vòng 30 phút, mà buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, lúc nào cũng đạt 30 phút. Tức là hiện giờ là mình trình 30 phút là mình đã đành tu tập được 30 phút. Nhưng xét lại trong cái khoảng thời gian một ngày một đêm, để xem coi nó có đều hay không. Đều là sáng, trưa, chiều, tối, khuya, nó bằng nhau hết, nó không có sai, nó không có niệm, thì đó là mình đã nhiếp được trong 30 phút trọn vẹn. Mà nó chưa trọn vẹn thì phải dùng pháp như lý mà dắt nó. Lưu ý cái phần trong vòng 30 phút mà mình thấy căng đầu nhức đầu thì không được, lui lại. Nhớ kỹ trong vấn đề đó, bởi vì căng đầu nhức đầu tức là mình vận dụng nhiều để tập trung nó mới như vậy, còn nó không có thì tức là được. Được thì mình thấy nó còn hẹp vô một niệm, hai niệm ở trong khoảng thời gian 30 phút thì phải dùng cái pháp như lý tác ý dẫn nó. Lúc nào mà mình thấy nó an trú được
đến lúc mà nó an trú thì nó sẽ không có niệm, mà nó chưa an trú là coi chừng nó sẽ có niệm. Do đó thì khi người tu rút tỉa từ bản thân kinh nghiệm của mình, mà khi nó không an trú được thì coi chừng phải dùng pháp như lý tác ý mà dẫn nó thì nó sẽ không niệm. Còn nếu mình không dùng như lý tác ý mà dẫn nó thì nó không an trú thì nó sẽ có niệm, chắc chắn như vậy, không có thể sai được. Bởi vì nó an trú nó làm cho thân tâm của chúng ta nó rất an ổn, cho nên nó ở trong một cái trạng thái, nó không phải là cái trạng thái như chúng ta đang ở cái trạng thái bình thường như thế này. Nó cái phần đó thì mấy con lưu ý để khi tu tập cái này phải đạt cho được chất lượng hoàn toàn, sớm trưa chiều tối khuya, trời mưa cũng đạt được mà trời nắng cũng đạt được, trời lạnh cũng đạt được mà trời, bởi vì thời tiết nó ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta. Mấy con lưu ý trên cái vấn đề đó, không phải là nhiếp tâm mà chúng ta nó thường đâu, nó cả nhiếp phục cả cái không gian của chúng ta đang ở nữa, đang xung quanh chúng ta đó. Nếu mà cái không gian của chúng ta đang có ác pháp thì cái sự nhiếp tâm chúng ta sẽ bị lui. Cho nên thí dụ như bây giờ mấy con ngồi trong cái thất này tu mà cái thất kia nói chuyện thì mấy con nhớ khó nhiếp tâm lắm đó, nó không có đơn giản đâu, bởi vì nó ảnh hưởng của cái môi trường đó. Cho nên nói tôi nhiếp tâm sao lại bữa nay không đạt được là hai cái người kia ngồi nói chuyện. Nó thí dụ như bây giờ đó, mấy con nhiếp tâm mà thấy có hai người ngồi bên hông này người ta ngồi nói chuyện, mà mình muốn nhiếp được thì chỉ có pháp như lý dẫn nó thôi, chứ còn mấy con thả lỏng, mấy con chỉ để hơi thở ra vô là nó chỉ duyên qua cái lời nói chuyện của cái hai người kia đó. Thì mấy con thấy thầy nói từ cái thời tiết nóng lạnh thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta nhiếp tâm trong cái thời mưa gió nóng lạnh như thế nào, thời tiết thay đổi như thế nào, chúng ta nhiếp tâm vẫn được hết, tức là làm chủ. Đó là cái thức chúng ta tu làm chủ được cả không gian của chúng ta đang sống, cả cái thời gian chúng ta đang tu. Buổi sáng có thể nhiếp được mà buổi chiều có thể nhiếp không được, mấy con lưu ý điều đó. Buổi khuya có thể nhiếp được mà buổi tối có thể nhiếp không được, chứ không phải nói là tôi nhiếp hồi nào cũng được đâu, không phải đâu. Cho nên vì vậy mà phải rõ ràng là chúng ta nhiếp, không phải nhiếp nội cái tâm của chúng ta không, mà nhiếp các pháp, nhiếp thời tiết. Như vậy rõ ràng là chúng ta nhiếp phục cả cái quy luật của nhân quả. Bởi vì có nắng mưa gió bão, có tất cả mọi cái đều là bị quy luật nhân quả đang điều khiển vũ trụ. Cho nên một người nhiếp tâm là nhiếp cả vũ trụ, chứ không phải nhiếp có cái tâm của chúng ta không. Các con hiểu chưa? Cho nên nó đâu phải đơn giản, nó không vì vậy mà gọi là nhiếp tâm không vọng tưởng là một điều khó chứ không phải dễ. Tập cho kỹ lưỡng hẳn hoài thì chúng ta mới làm được, không kỹ lưỡng là không làm được. Mà nhiếp được nó mới có sức định tĩnh. Thầy nói như một cái cây kia mà nó có cái rễ bàn mà nó không có đuôi chuột thì gió bão sẽ đổ cây đó liền tức khắc. Mà chúng ta tu tập một cái người mà ác pháp tác động nó mà nó không lay động được thì nó nhờ cái sự định tĩnh của nó. Nếu mà nó không định tĩnh là nó cũng bị dao động, nó cũng bị tức giận liền tức khắc. Đó, cho nên vì vậy mà cái sự định tĩnh nó rất quan trọng. Cho nên tại sao chúng ta tu thiền định? Thiền định nó mới có cái sự định tĩnh, nó mới có cái định lực, cái nội lực của chúng ta. Còn không tu thì không bao giờ có. Mà tu chứ đúng, chứ không phải là ngồi nhiếp tâm cho hết vọng tưởng là đúng. Bởi vì cái mục đích chúng ta là mục đích phải diệt tham sân si. Mà tham sân si còn thì định tĩnh không bao giờ có. Nó cho nên tham sân si mà cái người đó tham si thì nhiếp tâm chỉ có ức chế thôi, chứ còn hoàn toàn là họ không hết tham sân si. Do đó định tĩnh đó là định tĩnh tưởng, không thể định tĩnh chánh tịnh của đạo Phật. Nói thầy hôm nay thầy nhắc cho các con thấy trên cái sự tu tập, nó phải tu tập như thế nào đúng mà như thế nào sai. Hầu hết thầy nói các pháp hiện bây giờ mọi người đang tu ở trên cái thế gian này mà nói về tôn giáo và nói về phương pháp tu đều là lọt vào cái thế giới tu tập nhiếp tâm ức chế để mà có cái định tĩnh của nó. Mà cái định tĩnh đó là định tĩnh tưởng chứ không phải định tĩnh thật. Cho nên dù có thần thông, dù có này kia, tâm tham hay khi cái người đọc cũng vẫn chưa hết. Cho nên chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới giúp chúng ta ly dục ly pháp, tức là lìa cái tâm tham sân si chúng ta để đạt được cái chánh định. Cái chánh định không có tham sân si, chứ không phải chánh định mà còn tham si. Ngoài đạo là còn tham si mà tập tu chánh định, đó là cái sai. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên phước mà chúng ta tu tập đúng,
thì chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cứu lấy mình. Không ai cứu mình bằng chính bản thân mình. Cứu tâm mình là không giận hờn phiền não, cứu thân mình là không bệnh tật, đuổi bệnh ra khỏi thân, làm chủ được sự sống chết. Đó là cái mục đích của chúng ta. Chứ chúng ta không có tập luyện để có tam minh lục thông, để có thần thông biến hóa, để làm cái trò ảo thuật thiên hạ, thì chúng ta hoàn toàn là không chấp nhận điều đó. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, là phải tu tập đúng theo phương pháp của Phật. Thì hôm nay thầy đã hướng dẫn kỹ lưỡng rồi, thì ngày mai thầy sẽ kiểm cái lớp thứ nhất của mấy con, rồi cái lớp thứ hai, lớp thứ ba, tùy theo kiểm. Đâu có phải mấy con, ví dụ như bây giờ cái lớp 30 phút, 5 phút, 10 phút, thì bắt đầu mấy con sẽ ngồi xuống xếp bằng xuống đây thầy kiểm, thầy theo dõi trong khoảng thời gian mấy con biết. Rồi mấy con về tập, rồi mấy con sẽ tác ý như thế nào, mấy con sẽ như thế như lúc nãy thầy dạy. Người nào mà chưa có rớ tới hơi thở thì mấy con sử dụng, mấy con ngồi đưa tay ra đưa tay vô như thế này, lấy cái thân thần, rồi lấy cái bước đi của mấy con để mà tập luyện. Nhớ cái bước đi, nhất là cái pháp mà cần thiết cho mấy con để phá hôn trầm thùy miên trong giai đoạn này là đi 10 bước và ngồi xuống 5 hơi thở. Các con có nhớ pháp đó chưa? Cái pháp đó quan trọng lắm. Bởi vì mấy con còn đang si, mà tham sân si, tức là cái trạng thái si nó hiện ra cái tướng hôn trầm thùy miên buồn ngủ, cái tướng lười biếng. Cho nên muốn phá nó thì mấy con phải lưu ý cái vấn đề mà cái pháp này đi 10 bước hoặc 20 bước ngồi xuống hít thở, nó sẽ phá dễ dàng. Trong lúc này mấy con không thể phá cái si bằng cái pháp nào khác hơn hết, chỉ có nó thôi. Hãy nghe nó hơi buồn ngủ thì phải tinh tấn ngay liền, chứ đừng có lười biếng mà nghe buồn ngủ là nó lười biếng ghê lắm đó. Nó thích ngồi đó nó ngủ á, mà ngủ ngồi có sung sướng gì đâu, có ấy thì thôi đi nằm đi cho rồi. Theo thầy nói nghĩ á, bởi vì mình là con người làm thật ăn thật, chứ không có giả dối mà ngồi đó mà gục tới gục lui như thế này, làm như vậy chúng còn cười nữa. À, cho nên vì vậy đó thôi đi ngủ thì cứ nằm xuống ngủ đi, đi về thất rồi lên giường nó nằm cho ấm ngủ đi cho rồi. Còn siêng năng thì phải nỗ lực chiến đấu, giờ này không phải là giờ mày ngủ, nhất định là không cho ngủ, là phải bước xuống đi kinh hành 10 bước, ngồi xuống hít thở, đứng dậy, đứng dậy đi kinh hành, cứ như vậy thì mới con tập luyện thì mới được. Thôi đến đây thì thầy trả lại cái lớp của mấy con học, phải không? À, bây giờ còn không thì mấy con về nghỉ để mà lo tu tập. À, có vậy thôi, còn làm bài. Còn thầy đã lấy được cái danh sách này rồi thì ngày mai cứ theo danh sách này thầy gọi. À, lớp nào ra lớp nấy. Để rồi thầy sẽ hướng dẫn, sẽ kiểm nghiệm rồi sắp lớp cho mấy con tu. Coi như là đây là mới có sắp lớp qua một cái nói thôi, chứ chưa có cái kiểm nghiệm mấy con. Còn kiểm nghiệm mà phân chia các lớp mấy con nữa chứ không phải không đâu. Kiểm nghiệm xong rồi mới bảo đảm chắc chắn là mấy con sẽ ở cái lớp nào, tu cái lớp nào. À, cho nên vì vậy đó mà phải cố gắng. Dù như thế nào mấy con còn trẻ, nhưng sự vô thường nó cũng sẽ mang đến cho mấy con, cũng sẽ nhanh chóng lắm. Nó không đến thôi, chứ nó đến rồi mấy con sẽ thấy rất là khổ. May là chúng ta sống có giới luật, có đức hạnh, nó chuyển được cái nhân quả. Nhưng thầy xin nhắc lại, mấy con ngồi tu đây á, mà mấy con thật sự mà giới luật nghiêm chỉnh á, là nó chuyển cả cái gia đình của mấy con, nó bình an cho mấy con tu. Còn mấy con tu mà phạm giới phá giới ở đây á, mấy con phạm giới với, thì gia đình mấy con sẽ có tai họa. Để làm gì? Để mấy con không yên chứ không có gì. Bởi vì mấy con sống trong ác pháp. Còn mấy con sống mà thiện pháp á, thì gia đình mấy con nó chuyển, nó làm cho rất yên ổn. Không? Thôi bây giờ thì thầy sẽ rời lớp học của mấy con, sẽ trả lại cái lớp cho mấy con học. Và vì vậy mà ngày mai thầy sẽ đến thầy kiểm cái lớp thứ nhất, rồi lớp thứ hai, lớp thứ ba. Nếu mà còn thì giờ thầy sẽ phân ra cho hai lớp, mà kiểm hai lớp thì rất mệt. Bởi vì phải đi tới đi lui mà xem xét từng người nữa thì thầy quá mệt. Thôi tà là kiểm một lớp cho chắc ăn hơn. Kiểm hai lớp là ví dụ mấy con ngồi ở ngoài này một lớp, mà bên đây một lớp, thì thầy phải đi ra đây xem rồi trở qua. Thì như vậy rõ ràng là rất thân tâm, rất là khó. Còn bây giờ mấy con ngồi đây 6 người hay 5 người, thầy ngồi đây thì theo dõi mới dễ. Mà theo dõi mà trong 5-6 người là cũng mệt, tâm thầy cũng phân tâm ra đó. Chứ còn mà tập trung có một người ngồi đây thầy theo dõi được dễ. Bởi vì tâm thầy tập trung ở trong cái tâm của mấy con rồi, cho nên thầy theo dõi rất dễ và rất đạt được chất lượng. Để rồi thầy cũng
cố gắng khắc phục hơn để mà từng theo dõi từng người đệ tử của mình. Chứ không khéo á, thì 5-6 người mà ngồi á, thì cái tâm của thầy phải thân nhìn người này, rồi phải thân tâm nhìn người kia. Thì các con thấy 6 người là phải thân tâm 6 lần. Mà 6 lần như vậy là thầy phải chạy bộ ở trong đó, thầy ngồi đây chứ mà cái tâm của thầy nó chạy lên nó lung tung thì mới con biết nó chạy một thời gian nó cũng mệt đuối chứ không phải không nè. Bởi vì coi cái người này rồi xem người kia, mấy con ngồi làm thinh như gọt cây vậy, còn thầy thì chạy lăng xăng. Thôi chứ, cho nên đâu phải dễ đâu cái chuyện mà kiểm nghiệm về vấn đề tu tập, nó không phải đơn giản, nó rất khó. Thì có con hỏi thầy gì? Con được Phật giáo bị bệnh, được trường lão ra, được trường lão bảo dạy rồi thì con kiểm tra về thầy kiến. Thì những cái bài mà được trường lão đã làm đáp án rồi, như chúng con là dạy kinh nhận là cái đó có đúng được. Bởi vì cái phân đoạn và cái đáp án á, là mấy con còn có nhiều khi mấy con phân đoạn nó không đúng, là vì ví dụ như thay vì 10 đoạn thì mấy con phân làm 3 đoạn, 2 đoạn thì nó do nó không đúng. Mà không đúng á, thì cái đáp án của mấy con sẽ bị sai. Không? Thì do đó thầy làm giúp dừng mấy con là cái phân đoạn và đáp án, rồi mấy con giải trình án để mấy con áp dụng vào, rồi quen dần rồi thầy hướng dẫn từ từ mấy con sẽ phân đoạn và đáp án nó sẽ không sai nữa. Chứ còn mới vô mà để cho mấy con mà tự phân đoạn và đáp án á, thầy thấy nó sai. Mà nó sai đi, đáp án nó sai, tức là mấy con sẽ giải trình án nó tặc lắm à, nó không đúng, con hiểu không? Đó, cho nên vì vậy mà thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con cái giai đoạn đầu. Được rồi, con cố gắng giải trình án. Con hỏi thầy có dạy là không phải là của chúng con mà để đọc cho thầy, như thầy chừng nào là đọc à? Bây giờ mấy con cứ ngày mai đó, nếu mà có bài làm bây giờ đó thì mấy con sẽ góp lại, mấy con sẽ gửi cho thầy, thầy sẽ kiểm nghiệm lại coi thử coi. Bởi vì đây là phân lớp rồi, theo cái những cái danh sách này thầy sẽ coi thử coi như thế nào để mà phân cái lớp mà giới luật cái chi kiến của mấy con nó sẽ nằm ở chỗ nào nữa, để cái người nào như thế nào thầy cũng sẽ phân lớp cái chi kiến nó ra. Còn cái người nào mà nó kém quá là mình phải tìm cách mình nâng đỡ cái người đó lên cho nó đồng với nhau. Không như bây giờ đây là phân lớp về cái giới tu tập về cái tỉnh thức, là phân lớp qua cái vấn đề mà 5 phút, 10 phút, 30 phút này rồi. Còn cái vấn đề mà tri kiến của mấy con á, là phải phân cái lớp để mà biết cái người nào kém á, để nâng cho cái người đó lên cho kịp với người kia để đồng một lớp tu. Chứ không khéo một cái người kém quá và cái người hiểu biết cao quá thì nó không được, nó phải phân như vậy thôi. Cho nên vì vậy mà hiện giờ những cái bài làm mà của quý sư á, quý thầy đó, thì hãy nộp cho thầy. Có bài nào đừng nộp cho thầy để mà thầy xem cái bài nào mới nhất. Còn những cái bài cũ á, thì đã thầy thấy là có số người như thế nào rồi. Còn cái bài mà mới nhất hiện giờ đó, để coi cái trình độ của quý thầy họ tu như thế nào đó, để mà thầy kiểm trong cái này để mà sắp cái trình độ đó, để coi cái người nào còn kém thầy sẽ đến thầy trợ giúp cho họ. Nghĩa là coi như họ kém thì tức là thầy sẽ gần bên họ mà thầy sẽ triển khai họ để trợ duyên cho họ, để cho họ cách thức cho họ triển khai cái tri kiến họ cho bằng với mấy người kia. Đó. Qua cái bài làm thì biết cái người nào kém, người nào không rồi. Đó. Thì con sẽ góp bài cho, góp bài của con. Thưa thầy, có nghĩa là hôm nay ai làm xong thì nào bây giờ? Còn ai thì chưa thì ngày mai. Chưa xong nữa thì chắc là khó khăn hơn. Vài hôm nữa con, không lật đật. Người nào xong thì cứ góp cho thầy, còn người nào chưa xong thì cứ tiếp tục làm. Làm sao mà cho hay chừng nào thì đỡ thầy, mà dở chừng nào thì mệt thầy. Mệt thầy bởi vì thầy phải dạy rồi phải chỉ cách, rồi phải này kia, nó cực thầy nhiều. Mà mấy con làm cho hay hết thì thầy đỡ, có vậy thôi. Mà khỏi qua cái lớp này đi, thì thầy phải còn kiểm qua cái lớp mà nhiếp tâm và an trú nữa. Cái lớp nhiếp tâm an trú này nó cũng mệt thầy chứ đâu phải là không mệt. Nếu mà nhiếp không được thì thầy phải ngồi đó để cho mấy con sợ, mấy con ráng mà nhiếp. Còn nếu mà vắng thầy thì ngồi đó xin dũng tưởng, có phải không? Cũng như mấy con mà bị hôn trầm thì mấy con có thầy ở đâu dám ngủ, nên cứ ráng mà châm mắt lên mà thức. Còn không có thầy thì mặc sức mà khép mắt mà ngủ. Không có thầy thì đỡ lắm đó con, tại vì cái quy luật của thầy nó khác. Còn mà không có thầy thì coi như nó tự do, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cứ góp bài cho thầy đi,
đó là cái phần về giới luật, về kiến thức, về cái tri kiến. Còn về phần mà tỉnh thức, về phần định thì nó lại khác rồi. Ở đây một vị thầy, các con nên nhớ là một vị thầy là cái trách nhiệm. Mà gần đây thầy có một số bài nói về một vị thầy, coi như là người ta thương yêu học trò của ta, học trò của ta là cái vị thầy mà dạy văn hóa đó. Con thấy những trẻ em mà nhỏ đó thôi, những cái người mà dạy tiểu học, nhưng mà cái vị thầy mà thương trẻ con á, cái người mà học dở, cái người học trò mà dở, phải tìm cách để giúp đỡ cho cái người học trò nó nâng lên, để cho nó bằng với những người học trò khác, thì phải dạy nó nhiều hơn, phải cho báo cho cha mẹ nó biết, để cho cha mẹ nó chấp nhận cho cái thầy hay cô đó đến nhà, hoặc là cho đứa em đó đến cái lớp của thầy cô để mà hướng dẫn. Cũng như bây giờ trình độ mấy con kém quá thì buộc lòng thầy phải cho mấy con phải được gần bên thầy, thầy hướng dẫn, chứ không lẽ để mấy con vậy mấy con làm sao thấy kịp bạn bè của mấy con đồng nhau ở trong một lớp. Ví dụ như bây giờ một lớp mấy con nhiếp tâm là an trú, thì cái phần nhiếp tâm an trú 30 phút, nhưng mà dần về cái phần mà kiến thức về đạo đức thì mấy con lại trên lệch quá, trên lệch thì làm sao mà theo kịp nhau. Cho nên buộc lòng thầy phải nâng cao cái trình độ đó lên, thì do đó những người yếu thì được vị thầy đã giúp đỡ, còn mấy con có khá rồi thì mấy con tự mấy con vươn lên đó, thì mấy con thấy. Bởi vì một vị thầy mà muốn đào luyện cho một cái lớp người mà ngồi trước mặt thầy mà làm chủ sinh già bệnh chết thì thầy phải chịu cực khổ chứ, làm sao mà không chịu cực khổ, phải không? Nhưng mà để mấy con được làm chủ sự sống chết của mấy con, thứ nhất là cái lợi ích bản thân của mấy con rồi, cái thứ hai là dựng lại chánh pháp của Phật giáo để làm cho người ta biết rằng chúng ta tu phải làm chủ được như vậy, như vậy là dựng lại cái sự thật mà, chứ không thể mình nói suông lời nói. Mà trong khi đó thì mấy con làm những người phải bỏ công lao sức lực của mình ra để mà tu tập, chứ còn mấy con mà không bỏ công lao sức lực ra tu tập thì thầy cũng không làm gì được hết. Thầy chỉ làm cho thầy chứ thầy không làm gì được hết. Thầy chỉ có cái khích lệ, hướng dẫn, chỉ bảo, thì cái học tập và tu luyện thì mấy con phải làm thôi, chứ còn cách nào khác nữa. Còn mấy con mà không làm thì thôi, mai mốt thầy cho mấy con đi nghỉ đi về, chứ còn cách nào khác nữa. Bởi vì không có tu tập thì lừa biếng quá độ mà cứ vô thất, cứ ngồi đó mà ngủ hoài thì thôi được, cái chuyện đó thôi, về đi lo mà làm ăn nuôi vợ nuôi con đi, chứ ở đây nuôi cha mẹ đi, chứ còn vô đây làm như vậy thì không có được. Buộc làm mà một cái lớp như thế này thì vô đây thì phải là cuối cùng là không có người nào rớt. Mà nếu rớt thì cái lỗi của một cái người hướng dẫn của mình. Cho nên ở ngoài đời mà cái lớp học người ta 40 người, 40 em học sinh á, là khi mà lên lớp hết thì cái gì thầy mà dạy cái lớp đó họ mừng. Mà nếu mà 40 em mà 20 em lên mà còn 20 em ở lại là rất buồn. Một hai em mà người ta thấy còn xót xa, muốn ngồi là nửa lớp ở lại thì mấy con thấy sao. Còn ở đây mà một cái lớp như thế này là phải tu đập tập chứng quả la hán hết thì mới là một cái nỗi mừng của một vị thầy. Rồi sau này mấy con sẽ làm thầy, rồi mấy con sẽ biết cái trách nhiệm, cái sự cái lo lắng của mấy con đến cái mức độ nào. Chứ bây giờ mấy con học trò thì chưa biết cái nỗi lo của thầy cô giáo như thế nào đâu. Các con hiểu, bây giờ mà truyền đạt cái tư tưởng của mình mà học sinh nó không hiểu là mình thấy cái lỗi của mình. Tại vì mình truyền đạt nó không có với cái trình độ của nó để nó hiểu. Cũng như từ lâu tới giờ thầy truyền đạt qua cái tu tập, mà đến giờ xét lại mấy con kể như là không có lên lớp được. Thì bắt đầu bây giờ nó nói về cái sức mà tu tập, cái nhiếp tâm và an trú, thì mấy con thấy từ cái số lượng người như thế này thầy nói trời ơi, kiểu nó chỉ còn thầy bị thầy hiệu trưởng đuổi thầy chứ khỏi có cho thầy dạy trong lớp này nữa. Chứ học trò mà như vậy thì chỉ còn nước ông thầy này dở quá độ rồi còn gì. Có phải không mấy con ơi? Mà bây giờ 2-3 năm nay rồi, mà 20 mấy năm nay mà không có người nào chứng quả láng thì thôi ông thầy này đi luôn đi cho đội chứ. Ở đây mà dạy thì tôi đưa ông khác dạy tôi còn ngon hơn, có phải không? Nếu ngoài đường đời là coi như là thầy là bị đuổi rồi đó, không có được dạy đó. Không, thầy nói thật mà mấy con phải biết. Do đó bây giờ đó phải làm sao như thế nào để cho năm nay bước sang năm mà mấy con có được một người hai người chứng quả láng là một cái điều vinh hạnh nhất Phật giáo, một vinh dự rất lớn đó mấy con.
Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta tu xong đó, đó là một nỗi mừng cho bản thân chính, cho các con, mà cho cái trường của chúng ta, trường chúng ta có người tu, tu tập chứng đạo. Đến đây thì dứt mấy con, để rồi chúng ta còn cái gì nữa. Chúng ta kính thưa thầy, con xin nữa là như ban đêm con đi kinh hành ở ngoài phạm vi trong ngoài thấp, từ thấp con người ở đây vùng bắc đây con người thấp đây, như vậy nó có cảm nhớ trong ban đêm á, thì thật sự ra thì con không có nên đi xa như vậy, đi xung quanh thấp mình thôi. Thì thật ra đi thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà điều kiện mình đi như vậy đó thì coi như ngang thấp người khác làm nặng, người ta cũng đang thức, người ta tu, cho nên mình đi xung quanh thấp mình. Hoặc là trên một cái khoảng đường mà không có thất người thì đi được, mà có thất người ta mình đi ngang, cái bóng dáng của mình cũng làm đậm. Cho nên tốt nhất là con nên giữ gìn ở trong cái khuôn viên thất, mình đi xung quanh căn thất của mình. Cho nên mấy con thấy ở đây á, ở đây thì mấy con thấy thất còn xa xa, chứ còn mà ở trong thầy, khi mà cái lúc mà tu tập mà để luyện cái thần, luyện tứ thần túc á, thì thầy có thất cứ gần. Chẳng chi mấy con biết thầy ngồi đây mà người nào mà đi ra sân là bị thầy liền tức khắc, không có đi ra sân, ở trong thất mà rèn luyện. Đạo lực thì không phải bước ra khỏi, nghĩa là nói chung là mấy con phải ở trong hang mà luyện chứ không có đi ra, đi ra ngoài thì không được. Nghĩa là lúc bây giờ cái sức tỉnh thức của mấy con đến cái mức độ nào rồi, chứ còn nó lơ mơ mà có ở trong thất kiểu đó thì chắc có ngủ đâu chứ không có gì. Bây giờ mà nhốt trong thất thì mấy con chỉ còn ngủ. Thì thật ra thì bây giờ nó còn cái giai đoạn có thể mấy con đi vòng vòng rồi đó. Chứ mà tới mà khi mà thầy chọn mà rút vào cho cái thất đó thì bốn cái thất đó thầy ngồi tại một chỗ, chứ mà mấy con ở trong thất tu con bước ra ngoài thì cũng được, bởi vì thời gian mấy con không có, tu có 7 ngày hoặc là 7 tháng mấy con phải đủ thần lực để mà nhập định đó. Mà mấy con tu mà lơ mơ mà đi dạo dạo chơi thì không được rồi. Nghĩa là hằng ngày phải luyện thần lực như thế nào, ngồi đó mà luyện như thế nào, tập luyện như thế nào, ở trong cái thất của mấy con thôi chứ mấy con không có đi ra ngoài. Mấy con nghe nói luyện thần lực mấy con chưa biết cách thức tu đâu, chừng đó thầy sẽ dạy cho biết, chứ bây giờ chưa không dạy đâu. Dạy đi ra nói láo, nói tôi cũng dạy thần lực đó. Nhưng mà mình có thần lực đi đâu mà dạy. Cho nên ở đây thì chừng đó thầy sẽ chọn lấy, sau khi mấy con đạt được tứ niệm xứ rồi thầy mới cho vào mà luyện tứ thần, tu tập tứ thánh định. Thì trước khi mà nhập bốn thánh định này thì mấy con phải luyện tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Tứ thần túc á nghĩa là phải có đủ cái nội lực thì mấy con mới nhập các định được, còn không đủ thì không bao giờ nhập. Rồi bây giờ thì chấm dứt, thầy xin rời khỏi nơi đây, thầy về. Ngày mai thầy tình lình đến thì thầy sẽ báo cái lớp nào, thầy sẽ báo cái lớp nấy, chứ còn thầy không báo trước đâu. Rồi cái lớp đó, con hỏi thầy gì? Tính thưa thầy, cho con hỏi về vấn đề mà dưới tâm. Thì trong cái chữ mà tác ý của thân thần niệm nội hết vô, tôi biết hết vô, thở ra tôi biết thở ra. Trong khi tác ý như vậy thì nó là có đầy hơi hay là hết hơi mình mới tác ý? Như vậy cái nào đúng? Coi như là mình tác ý một cách bình thường, con ngồi xuống đây. Như thế này. Ví dụ như bây giờ mình muốn tu hơi thở. Thầy quên nói, trước khi tu một cái pháp nào cũng vậy, là phải thân phải ngồi cho yên ổn đàng hoàng. Chứ mới có kéo chân lên cái ngồi lo hít thở thì cái này không được. Cũng như mới có kéo chân lên cái đưa tay ra tay vô tác ý liền không được. Phải để cái thân mình cho nó an ổn, cho nó ngồi đàng hoàng, rồi mới đưa tay ra, mới tác ý, mới đưa tay ra vô. Hơi thở cũng vậy, ngồi xếp bằng bán già hoặc kiết già. Thầy ở đây không bắt ngồi kiết già, mà ai ngồi kiết già được thì cứ ngồi, ngồi cho thân yên ổn hẳn hoài hoàn toàn rồi làm từng tự, chứ không phải dội vàng, không phải lạch đặt. Bắt đầu lưu ý giờ giấc của mình như thế nào, rồi xong xuôi đàng hoàng ngồi thân yên ổn đàng hoàng, rồi bắt đầu mới tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tác ý bình thường chứ không phải là nín thở mà tác ý. Mình có thở có này kia cũng được, nhưng mà tác ý rồi mới bắt đầu hít vô mới thở ra, hiểu chưa? Thì bắt đầu con tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đừng lưu ý cái chỗ mình nín thở ha, là không nín thở của cái hơi thở. Mình cứ tác ý như mình nói chuyện, cũng như thầy nói chuyện mấy con,
cũng như mình tác ý, cũng như thầy nói chuyện vậy, đừng có lưu ý cái hơi thở mình nín là con nín, chứ để không rồi mấy con nín thở mà tác ý ấy. Con hiểu không? À, cho nên vì vậy đó, cho nên lưu ý cái phần này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ nó nín hay là không kệ nó, mình chỉ tác ý thôi, đừng có lưu ý cái chỗ hơi thở nín hay không nín, mình chỉ tác ý. Cũng như bây giờ thầy ngồi yên rồi, thầy tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó cũng như thầy nói vậy, thầy không có lưu ý hơi thở, thầy nín là không nín. Mà khi mình đang nói thì tự động nó nín mấy con, chứ mấy con nín tự mà mấy con nín nó thì mấy con đó là sai, để cho nó nín mà không kệ nó thở nó làm gì nó nín. Nhưng mà khi tắt ý rồi thì bắt đầu mình hít vô thở ra, hiểu không? Con làm thử. À, thầy không thì tới chừng đó là thầy sẽ kiểm trở lại, thầy biết như vậy đâu khỏi đi, nghĩa là ngày mai hay ngày mốt mà thầy kiểm á, là bắt đầu cái chỗ nào thì cứ trình thầy, thì lúc bây giờ thầy bảo thở coi thử coi, tác ý rồi thở coi thử coi nó nín chỗ nào đâu, à, hoặc nó thở chỗ nào đâu, rồi chừng đó thầy sẽ chỉ dần nó cụ thể bằng cách bản thân của con làm. Con hiểu chỗ đó chưa? Đây là thực hành mà. À, thì vậy cho nên mấy con thấy cái những cái điều mấy con hỏi để nó cũng là quan trọng lắm, chứ nó không phải tâm, để cho chúng ta biết khi mà chúng ta nhiếp tâm ở trong hơi thở hoặc nhiếp tâm trong cánh tay của chúng ta, nó thì nó rất cần thiết. À, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm không? Còn hát này thôi, con cứ hỏi. Con học thử anh chị, con muốn nói đâu là điểm của con. Theo con nghĩ là chúng con là những người tu sinh, người hướng duyên, người thính pháp, được gặp Phật Minh Sư như thầy đang tìm thính pháp của Đức Phật để nhà lại mình là đức nhân bản nhân quả cho chúng sanh. Nên theo con nghĩ là tu sinh chúng con ở quân tập bao đời thành thói quen tâm sân si mà nghi, cho nên đã về tu học ở tu viện, nhưng trong tâm tâm ham muốn và lòng tham vẫn còn, cho nên đã nói là làm thầy rất đau lòng. Chúng con nói là đây là những người tha hương các nơi về đây tu học, nhưng mà đa số có những sư tỷ cũng đã theo thầy từ lâu, nhưng bản thân con từ ngày được là chánh pháp và được là sư như thầy thì cũng là tính ra cũng gần năm rưỡi nay, thì nói về trong sự tu học thì con cũng cố gắng tu học pháp tứ tinh tầng để xả bỏ cái hôn tầm tự nhiên. Nhưng mà bởi vì cái dục nó là tham pháp còn nặng, cho nên không cần tự nhiên thường tấn công nó là không hòa, có đôi lúc thành ra giải lại thành biến cứ ngủ mà, nhưng mà trong những lúc mà trời lạnh ngày kia thì hôm nay có thể về con cảm thấy là cũng xấu hổ để nói lên những thời gian nghỉ thứ nó lỗi cho con. Con cũng quyết tâm cố gắng tinh tấn và sửa đổi lại thân tâm của mình đâu là tự nên. Còn nói về năng lực học tập thì con hồi giờ chỉ có là lớp một thôi, cho nên trình độ để trình án đáp án thì cũng còn rất khó khăn. Nên cuối mong thầy từ với lên nghĩ những ngày sắp tới thầy tận tình chỉ dạy cho con và năng sự giúp đỡ cho con thêm để con là đạo lan như bằng đạo lan đức thầy. Con xin hỏi là con là tu hành cư sĩ cũng còn bận nhân viên với gia đình, con cũng thường về gia đình thì con còn nhỏ đôi khi là cũng về cũng là biết được chú thích chú pháp thì cũng có thể là chỉ bảo thêm con được hiểu được chút nào hiểu, và cũng là như vậy là con có cũng có cái hy vọng cái hạnh nữa là tìm về nhà ăn thơ thầy xin thầy để đáp cho con đỡ để con biết nghĩa là để con thả tâm nói chuyện về tấm cho con xin hết. Con ngồi xuống đi. Người cư sĩ thì không có sao hết, bởi vì người xuất gia là quan trọng, bởi vì mình bỏ mình xuất gia tức là mình ra khỏi cái nhà thế tục, cho nên mình quan trọng lắm.
còn cư sĩ thì còn nhiệm vụ gia viên. Cho nên khi một xuất gia rồi thì coi như là chúng ta cắt đứt hết hoàn toàn nỗ lực, chỉ còn một hướng. Còn người cư sĩ còn có cái qua cầu mà còn để cái cầu chưa rút cầu nữa, còn trở lại. Cho nên nếu mà không trở lại thì thiếu đạo đức đối với gia đình của mình. Cho nên cái người cư sĩ chỉ học ở trên cái mức độ nào thôi, chứ không thể mà đi tới sao được nữa. Còn riêng mấy con là người xuất gia thì mấy con đi tới. Còn riêng những người cư sĩ gia viên đầy đủ, nghĩa là cái gia viên nó được thuận tiện đầy đủ, thì mấy con tu cũng không thua gì người cư sĩ đâu. Còn những người mà gia viên nó chưa được đủ thì mấy con tu ở trên cái vấn đề đạo đức, rồi mấy con về gia đình để lấy cái đạo đức, để đem cái đạo đức của Phật giáo mà hướng dẫn cho gia đình của mình được sống, đem lại cái sự mà hạnh phúc an vui cho gia đình của mình là hiếm nhất. Mấy con hiểu điều đó. Còn cái tu sĩ của chúng ta mà khi mà con mặc chiếc áo mà tu sĩ rồi á, thì hoàn toàn là mấy con phải mạnh mẽ tiến tới, coi như là qua cầu mà rút cầu, rồi không có trần cửa lui nữa. Đã là xuất gia là coi như là đi tới chứ không có đi lui, để đạt được cái cứu cánh hoàn toàn. Còn người cư sĩ đó, cái người nào mà gia duyên đủ thì mặc chiếc áo cư sĩ, nhưng họ vẫn tu tập như chúng ta, như những tu sĩ. Còn những người nào mà cái gia duyên chưa đủ thì phải làm bổn phận trách nhiệm của mình để với gia đình của mình cho thật toàn vẹn. Các con nhớ điều đó thì không có lỗi gì cái điều đó không. Càng học thì cư sĩ mà các con càng học thì đạo đức gia đình nhẹ con càng lúc càng hạnh phúc thêm, nó được êm ấm thêm, nó chuyển hóa. Nếu mấy con giữ gìn giới luật đức hạnh đầy đủ thì nó chuyển gia đình mấy con hạnh phúc. Chứ còn mấy con mà phạm giới phá giới á, thì đương nhiên là gia đình của mấy con gặp tai họa. Điều đó là cái điều nhân quả rồi, không thể nào mà giải hòa. Bởi vì một chùm nhân quả, một người làm thiện ở trong gia đình thì nó kéo luôn cả những cái người ở trong gia đình được hưởng cái sự an vui. Cũng như bây giờ thầy đặt thành vấn đề, trong gia đình có một người đau thì cả gia đình cái người đó bao nhiêu người cũng đều buồn khổ hết, chứ không có vui vẻ được đâu. Đó là cái chùm nhân quả. Cho nên một người đau mà cả gia đình đau, một con ngựa không ăn cỏ thì cả tàu, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, là cái mục đích đó đó các con. Cho nên nó là cái nhân quả. Mà nếu một người ở trong gia đình mà làm tốt, sống đúng thiện, nó chuyển cả những người trong gia đình đó được bình an. Đó là quy luật của nhân quả như vậy, bất chùm nhân quả. Cho nên ví dụ như bây giờ mấy con đủ duyên, mấy con tu tập, thì mấy con xuất gia, mấy con tu tập càng giữ giới bao nhiêu thì gia đình mấy con cũng được bình an bao nhiêu. Mấy con không ước nguyện đâu, nhưng mà tại vì cái sống của mấy con nó ảnh hưởng đến. Cũng như bây giờ mấy con tu tập, gia đình có anh chị em lo lắng, mấy con xuất gia tu tập, nhưng mà không ngờ là cái báo hiếu của mấy con rất lớn, là cha mẹ của mấy con nhờ cái sự tu tập của mấy con mà cha mẹ của mấy con rất là bình an, không có đau ốm. Còn mấy con phạm giới phá giới là coi chừng cha mẹ mấy con ở nhà là bệnh đau. Mặc dù mấy con không nuôi, nhưng mà khi hay tin cha mẹ bị bệnh đau là mấy con lo rồi. Bởi vì cái ác pháp nó không có chuyển được, nó ác pháp nó không có chuyển được. Cho nên vì vậy nó tạo thành cái thọ quả khổ. Cho nên nó không những cái những người ở trong gia đình mình khổ mà chính bản thân mình cũng khổ. Cho nên một người phạm giới là coi chừng gia đình mình khổ. Không biết Phật pháp thôi thì chúng ta sống ở trong ác pháp thì chúng ta họ lấy những cái quả khổ, cái nhân ác thì chúng ta phải thọ lấy quả khổ. Nhưng mà biết Phật pháp tức là biết thiện pháp, biết thiện pháp mà lại phạm vào những cái thiện pháp để trở thành ác pháp thì gia đình mình còn, cũng như một người mà biết pháp luật mà phạm pháp luật thì nặng hơn cái người mà không biết pháp luật. Nó không hiểu được. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tu học mà giới luật rồi thì chúng ta phải cố gắng mà giữ mình nghiêm chỉnh trong giới luật, thì nó chuyển cả những cái nhân quả tai họa cho gia đình mình, bản thân mình. Càng tu tập mình khỏe mạnh, càng cường tráng hơn. Chứ còn nếu mà không thì mấy con sẽ thấy sao tôi tu tập mà cứ nay đau mai ốm á, thì nhìn lại thì giới luật của mấy con sẽ biết mấy con sẽ phạm như thế nào. Người ta biết cái người đó mà họ lấy những cái quả khổ như vậy là biết cái người đó là phạm giới phá giới. Tại sao quý thầy đại thừa mà đi bệnh viện đi này kia là phạm giới phá giới cái gì? Điều đó đều chắc chắn, không có làm sao mà trật cái điều đó. Cũng như bây giờ mấy con ở đây mấy con ăn ngàn bữa mà lén lúc ăn phi thời, mai mốt mấy con bệnh không có trật nào. Ấy bữa nó lòi ra, nó bệnh đau thì lòi ra phải đi bác sĩ. Thì biết là cái người này là có phi thời gì, ngủ phi thời này, ăn phi thời này chứ không có trật, không có chạy đâu cõi hết nè. Đó là cái cách thức phạm giới đó. Cho nên là mấy người mà tu càng khỏe, càng tu càng khỏe là mấy người giữ giới trọn vẹn. Nó chuyển những cái ác pháp. Các con tưởng cái giới luật của Phật nó rất là tuyệt vời,
nên đừng có coi thường nó mấy con. Cái giới luật nó chuyển được cái ác pháp, bởi vì giới luật của Phật là thiện pháp, mà thiện pháp thì nó chuyển, mà nhân quả thì nó chuyển, chứ nó đâu có cố định sao, cho nên nó thay đổi. Mà nếu mà bắt đầu mình vô mình sống giới luật của Phật rồi, đừng phi thờ, đừng ăn uống phi thờ, đừng có ngủ phi thờ, thì cơ thể của mấy con sẽ mạnh, giờ nào ra giờ nấy hả, nó sẽ mạnh, nó không có đau. Còn cái người nào mà hay đau hay bệnh này kia rồi thì giới luật còn lẳng lẽn, chưa nghiêm chỉnh, chuẩn bị là giới luật cho nghiêm chỉnh thì nó sẽ tiến bước trên con đường tu dễ dàng. Mấy con đừng nghĩ là tu nhiều đời như cái trong một kiếp này à, chúng ta không tu thôi, tu là ngay đó có giải thoát, mà giải thoát thì càng ngày càng giải thoát nhiều hơn, chứ đâu phải là giải thoát có nhiều đó rồi đứng đó sao, đâu phải. Cho đến khi mà chúng tôi làm chủ được sự sống chết, tức là làm chủ được nhân quả thì chúng tôi mới thôi. Các con hiểu, cho nên vì vậy đó thì phải cố gắng cứu mình chứ không ai cứu mình. Mà mấy con không uổng, theo thầy thì hướng dẫn mấy con đầy đủ, và vì vậy mấy con không uổng. Quay như trái hạn, những cái gì đầy đủ trọn vẹn chứ không có nói suông cái lời nói chúng ta đâu, mà nói cả một cái sự sống của chúng ta. À, hôm nay thì coi như còn ai hỏi gì thì nhiều nó không đâu, còn gì không. Kính thưa thầy, thì con xin thưa thầy, qua thời gian của học thì buổi sáng thì con đi lên học lớp mùi dưỡng, tức là lớp cơ bản đạo đức, thì mà đã mấy lâu nay rồi thì cấp đó thầy cũng dặn con mà sáng là đi lên học đạo đức, chiều thì con về chỗ học thử một thứ. Nhưng mà thời gian nghe thầy nói thôi giờ trừ chữ tu về mà cứ thành thành đi để giữ được cho tâm phổ đã, rồi khi nào được họ tự chữ thì thầy có biết sao. Thì thời gian đó thì con nghĩ về tự chữ, con cũng có về tự chữ thành thân. Thì hôm nay thì qua cái phân lớp mà thầy đã đến hướng dẫn cho cả con và ba lớp này, thì theo thầy hiện giờ thầy cho con trở về tập về tự chữa chưa? À thì sẽ còn kiểm nữa con. À thì sẽ còn kiểm lại. Thì kiểm lại thì coi thử coi. Tức là phải bắt mấy con ngồi lại thì kiểm ở trong cái tâm tư của mấy con ngồi đang ngồi nhiếp tâm đó. Thì xét ở trong đó, à, trong cái thời gian mà xét đó thì mới thấy là cái trình độ nhiếp tâm và an trú. Và đồng thời thì thầy sẽ thấy là 30 phút mà nhiếp tâm của con đó, sáng trưa chiều tối 4 thời của con lúc nào tu con cũng làm chủ được hết á. Thì thầy sẽ dạy con cách thức để mà con chuẩn bị để mà bước vào tứ niệm xứ để giữ tâm bất động, thanh tạng là vô sự cho đến 6 tiếng đồng hồ mới được. Cho nên nó không phải là trong 1 giờ, 2 giờ, trong 30 phút đâu, mà nó cả một cái thời gian dài như vậy. Cho nên vì kiểm tra rồi mới chưa kiểm, bữa nay là thầy chỉ đến đây giới thiệu cho mấy con cách thức tu tập và hướng dẫn cho mấy con để mà cách thức nhiếp tâm để dẫn tâm vào đạo đó, dẫn cái tâm vào cái sức tỉnh thức đó bằng pháp như lý tác ý ấy, thì mấy con cố gắng về tập và đồng thời thì sẽ kiểm lại cho mấy con tu tập đúng cách. Chứ còn không kéo thì người dạy người tu tập dạy kẻ tu tập khác mà không bằng cách mà hướng tâm dẫn tâm mình đi vào chỗ đúng. Bởi vì ở đây cái trình độ của mấy con đó, nhiếp tâm và an trú nó còn kém quá. Có khi ví dụ chẳng hạn của thầy như hồi nãy thầy đã nói, có khi nó an trú được thì nó không niệm, mà có khi nó an trú không được thì nó bị niệm. Có khi cái hoàn cảnh mà nó động thì mấy con cũng niệm, cũng nhiếp tâm cũng không được. Mà có khi thời tiết nóng lạnh thất thường thì mấy con cũng nhiếp không được. Đó nó không có chủ động. Còn ở đây người ta phải chủ động, người ta chủ động, người ta biết lúc này là phải dùng pháp tác ý để mà dẫn nó vào. Thì lúc bây giờ đó, dù là xung quanh đây người ta hát tivi radio nghe ồn náo, ca vọng cổ 6 câu như thế này thế khác, nhưng mà ở đây con cứ an trú, hoàn toàn an trú bằng cái phương pháp dẫn nó vào. Bởi vì cái hoàn cảnh này là phải dùng cái pháp gì để mà dẫn tâm để làm chủ. Chứ còn bây giờ cứ ngồi im lặng mới thở thì mấy con sẽ bị ác pháp hoàn nó đánh, mấy con tan nát hết, mấy con không làm sao làm chủ được. Cho nên ở đây dạy cho mấy con cách thức để mà làm chủ để mà tập cái sức tỉnh thức. Lúc bây giờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái thời tiết này là phải tập cái pháp gì để mà làm chủ. Chứ không kéo mấy con cứ nhiếp con mất rồi. Bây giờ hít thở rồi cứ biết hít thở. Lúc này muốn động vậy mà hít thở, mà ngồi đó hít thở vậy mà chịu được nổi à? Mấy con làm chủ được không? Đó, cho nên vì vậy mà thầy dạy cho cách thức làm chủ, chứ không phải bởi vì đạo Phật dạy làm chủ, chứ không phải là dạy chúng ta ngồi để tự nhiên nó như vậy. Bộ chúng ta gọc cây sao mà ngồi đó không nghe, không thấy, không biết gì. Mà trong khi nó múa lân, nó đập rầm rầm đây mà ngồi đây mà
cái điều muốn tỉnh thắng mắt với nó, mà bây giờ ở đây mà gọi là nhiếp tâm, nhiếp sa vô, có hiểu chưa? Mà vậy mà người ta vẫn thản nhiên trước cái điều đó là tại vì người ta có cái pháp dẫn, người ta có cái phương pháp để người ta làm chủ được cái tâm lúc bây giờ, cái cảnh hoàn cảnh đó. Nó ví dụ như bây giờ trời bây giờ tiết lạnh, cũng như là ở trời bây giờ nó cái miền Nam mình giờ phủ tiết xuống này lạnh quá, mà mình giờ mặc cái áo như thế này muốn rung rồi rét rồi, làm sao mà ngồi nhiếp tâm? Vậy mà người ta dùng cái phương pháp để cho nó thích nghi được cái hoàn cảnh trời lạnh như thế này mà nó không lạnh, chứ không phải là chạy kia rồi hốt rác kia đốt lửa lên hơi thì cái chuyện đó không có được. Các con hiểu chưa? Mình có cái phương pháp để dẫn cho cái thân tâm của mình nó thích nghi được cái môi trường lúc bây giờ nó quá lạnh. Đó. Cũng như bây giờ mà thầy đưa cho mấy con đi lên Liên Xô mà ở, mà gặp trời lạnh thì chắc chắn là mấy con thôi vừa quấn ba bốn cái mền đó mà ngồi đó, mà chịu đựng đó, chứ còn nhiếp tâm nhiếp gì nổi, lạnh cấm tay. Mấy con biết khi đó người ta vẫn ngồi mà người ta nhiếp tâm trong cái thời tiết quá lạnh, mà người ta sử dụng cái thân để cho nó thích nghi được cái môi trường thời tiết đó. Đó là cái phương pháp. Mà nếu mà không tập, không có biết phương pháp thì mấy con làm sao mà mấy con làm được? Cũng như bây giờ thầy nói hai ba người, bên đây hai ba người, bên kia hai ba người, con ngồi nói chuyện ồn áo, mà mình ngồi đây nhiếp tâm thì thử hỏi cái tiếng nói họ, họ cãi cọ như vậy đó, mà mình ngồi đây mình nhiếp được là mình phải có phương pháp chứ. Nếu mà con không có phương pháp thì mấy con ngồi thở hơi thì nó chạy theo ra rồi đó, nó nghe họ chửi lộn rồi đó, chứ ở đây nó ở đây nó nhiếp chờ thở mấy con à. Buộc lòng mấy con phải học, bởi vì thầy mới dạy cho mấy con cách thức dẫn tâm mình vào. Rồi từ cái chỗ dẫn tâm mình vào đó thì khi mà thời tiết, khi mà tất cả những cái gì đó, vì bây giờ cái thân của mình nó bị lạnh quá, nó không an trú được, cho nên mình mới dẫn nó vào cái sự an trú để cho nó trú được rồi, thì bây giờ trời lạnh nó cũng không có lạnh. Mấy con hiểu chưa? Bây giờ cái thân của con là nhức cái đầu quá trời rồi, nó nhức bây giờ chỉ còn có nước mà chỉ còn lăn lộn thôi, thế mà vì cái thân của con nó không an trú được cho nên nó mới nhức cái đầu. Vậy thì bây giờ mình nhức đầu mình phải nhiếp tâm như thế nào và mình dẫn nó an trú như thế nào, chứ không phải ngồi đây bây giờ hết vọng tưởng nó an trú mà mình không dẫn nó vào cái sự an trú mà tự nó an trú thì cái này là an trú ma. Cho nên khi bị đau bị nhức thì không biết cách nào làm sao cho nó an trú, thì lúc bây giờ coi như mấy con học làm chủ, tu làm chủ, chứ đâu phải mà tu để mà tự nó an, nó đến nó an cho mấy con đâu. Cách thức mà, cho nên vì vậy đó, sau này thầy kiểm tra rồi thầy mới hướng dẫn cho mấy con từ biết từng cái pháp để mà làm chủ, cho đến khi mà làm chủ sự sống chết của cái thân này cũng bằng phương pháp, bằng cái pháp. Bởi vì Phật pháp nó rõ ràng mà, nó có phương pháp đàng hoàng mà, tại sao mà chúng ta có phương pháp mà không biết? Nếu mà nó không có phương pháp thì giờ nó dạy mình niệm Phật thì chỉ có niệm Phật thôi, mà nó dạy mình tu để cho hết vọng tưởng thì dạy mình xả cái niệm thiện niệm ác mình cho hết vọng tưởng thôi, chứ nó đâu còn biết pháp nào nữa. Còn này tại sao Đức Phật có nè, Phật tứ chân cần nè, tứ niệm xứ nè, tứ thánh định nè, rồi tứ thần túc nè, rồi thất giác chi nè, tất cả những cái phương pháp đó nó có những cái pháp chứ, mà mình không biết cách thức mình tu cái phương pháp này thì làm sao mà mình dẫn, mình làm chủ thân tâm mình được. Mỗi một cái phương pháp đó nó sẽ có một cái mục đích, nó dẫn thân tâm mình đến cái mức độ nào đó, rồi nó đi tới thì nó tao qua một cái pháp khác. Căn bản mà mình đạt được chỗ cái tâm của mình thì mình mới tu tập tới cái pháp đó. Đấy, các con thấy chưa? Như vậy mình cũng phải có phương pháp chứ. 37 phẩm trợ đạo là trợ cái đạo gì? Đâu phải là cái niết bàn, mà 37 phẩm để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Các con thấy chưa? Đó, thì như vậy là mình phải học cho hết 37 phẩm trợ đạo này. Mà 37 phẩm trợ đạo này để giúp cho chúng ta tu 8 cái lớp học bát chánh đạo. Đó, thì như vậy chúng ta mới biết pháp mà tu. Như vậy là rõ ràng chúng ta tu đúng theo cái chương trình giáo dục tu tập của đạo Phật. Đâu có ngoài bát chánh đạo, đâu có ngoài 37 phẩm trợ đạo này. Đúng không? Bây giờ thầy thôi thầy sẽ trở về, và đồng thời thì mấy con về tập. Nhớ hồi nãy thầy nói chưa? Cách nhiếp tâm thấy không? Thầy sẽ kiểm tra lại. Rồi con nói. Con xin thầy chỉ dạy cho con cái phương pháp là nhiếp tâm trên và lúc đi dạy năm 2021. À thì khoan đã. Cái ngày mai rồi sẽ mấy con thì đã biết rồi, đi năm hơi thở. Hít thở năm hơi thở, ngồi xuống hít thở năm hơi thở và đi kinh hành 10 bước thì người nào cũng biết sơ sơ rồi. Thầy sẽ kiểm cái phương pháp đó lại coi tật hay trúng rồi mới sửa. Chứ bây giờ dạy riêng mình con không dạy.
phải không? Bởi vì mấy con người nào cũng biết cái pháp đó rồi, mà pháp đó là pháp đã nói phá không tầm thường nhiên, mà đi 10 bước ngồi xuống hít thở 50 thở, phải không? Người nào cũng có tu rồi hết không, nhưng mà có lười biếng là không tu thôi. Bởi vì sao mà nhọc nhằn quá, đứng lên ngồi xuống kiểu này tôi ngồi suốt còn sướng hơn, còn tu thì cực quá, phải không mấy con? Đi gì mới 10 bước chưa có đi được, nghe nhiếp tâm được cái thứ gì hết, chưa có an trú được chút nào hết, cái ngồi xuống, ngồi xuống hít thở 50 thở thì phải đứng lên, tu gì mà cực quá như thế này, có phải không? Nhưng mà rồi đây rồi nó sẽ biết tới chuyện đó rồi, thì sẽ dạy chung cho mấy con để cách thức có biết phương pháp để mà phá ôn tầm thiền. Và mấy con phải đi chứ đâu phải nói miệng không đâu, phải làm cái thực hành mà đàng hoàng mà. Đó là cái pháp tu, pháp tu cho nên vì vậy mình phải làm, phải làm bằng hành động. Đi là phải đi, ngồi là phải ngồi, hít thở là phải hít thở, đó là cái thực hành. Cho nên những pháp tu tập cần phải tu tập, còn những cái học thì mấy con phải bằng cái tri kiến ở trong đầu, mấy con phải học, phải làm bài chứ. Còn mấy con lười biếng, mấy con làm sao mấy con làm bài được, siêng năng mới làm bài được, mới tư duy, mới suy nghĩ trong cái đầu mình viết ra, mà viết ra thầy mới biết là cái thầy này á siêng năng, cái thầy này lười biếng viết có mấy chữ à. Trời đất ơi, học hành mà có 3-4 chữ như thế này để làm sao mà hết cái ý được, phải không? Dù mấy con văn quá kém, mấy con viết sai chứ cái ý của mấy con cũng biết chứ đâu có lý nào mà cái ý của mấy con không biết. Mấy con viết thì nó văn chương thì nó sai, nhưng mà ít ra nó cũng đúng, mấy con nó đúng được cái ý của mình. Nghĩa là mấy con viết câu văn nó không có gọn gàng như người ta có trình độ văn hóa, nhưng mà ít ra mấy con diễn tả được cái ý của mình muốn nói cái gì chứ. Mấy con có thừa nào là thì mà là lùm tùm lum trong đó cũng được, nhưng mà ý thầy nắm được thì mấy con cũng là giỏi rồi. Thầy ở đây đâu có dạy văn hóa cho nên đâu có kiểm tra được những cái danh văn phạm này kia của mấy con chi, mà thầy dạy cho mấy con gợi được cái ý, nói cho đúng cái ý mấy con muốn nói, có vậy thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Sau này thì thầy tiếp tục thầy dạy mấy con cái vấn đề, để rồi mấy con sẽ tiến tới tu, rồi lần lượt từ đó thì mấy con sẽ lần lượt mà cứ ngày nào cũng biết, ngày nào cũng này kia, thì lần lượt mấy con sẽ văn hóa, mấy con sẽ tiến bộ, không có gì. Ta nói viết mãi cũng thành nhà văn mà, không tại lười biếng viết không thành nhà văn, chứ viết cũng thành nhà văn, không có gì đâu. Khó đó, con yên tâm. Cứ một cái người đó con biết không, họ cứ ngày nào họ cũng ghi nhật ký, mà cuối cùng họ trở thành một nhà văn đó. Nó đâu có khó gì. Sau một thời gian viết rồi, người ta chỉ cần có mua một cái cuốn văn phạm thôi, về người ta coi lại những cái câu văn, cái nào thừa, cái nào nó lộn xộn, thì từng đó người ta hướng dẫn cách thức, sau đó mình trở thành nhà văn rất dễ dàng đó. Thôi hiểu chưa? Thôi bây giờ thì nghỉ không phải không? Rồi.